Ơ Vậy là cũng cùng thời gian với tôi. Ông chơi được bao nhiêu tiếng rồi? Tôi chơi được hơn 100 tiếng rồi. tôi coi nãy là mới được có 14 tiếng à. Tôi chơi được với hơn 100 tiếng. Nhiều vậy ta, má ăn gian Có hai người tuổi chơi còn cả ngàn tiếng còn kìa. còn còn thua ghê vậy, mấy ông cày game à. Ừ. Không, kiểu mấy ổng chơi từ hồi game mới mở tới bây giờ, mấy ổng chơi 2.000, 3.000 tiếng là chuyện bình thường. Mấy khứa cày game à. Tôi chị gáp á, chị suốt ngày rảnh mới chơi được một tí. À. Có bài làm bài. Ủa sao ông lên player đua ổng thuê thế? Kêu mấy bạn chỉ nó, chị nó kêu mày lên tự thuê khi người ta chỉ. Vãi xoài luôn. Tôi cũng mới chơi, ai chỉ ai giờ? Thì bà chỉ tôi sơ sơ rồi. Thì cứ lướt súng rồi đi bắn người ơi. Thì có người. Thì... Đừng để chết. Không, chết được, không chết được, không chết được, tại vì tụi nó không có súng đâu. Tôi có súng này, cái gì tôi chạy qua. Tôi có lục rồi. Anh chạy gáp hoài Tụi nó chán chỉ quá, chỉnh chạy sang rồi. để tí đổi anh chạy chạy khác. Ồ, mà bà chơi ở nhà hay nét. Tôi chơi nét. Chạy gì anh? Xe hợp đồng là xe gì? À. Là mỗi ngày phải ra nét đó hả? Đúng rồi. Gái ra ngoài đường hoài cực kìa. Ờ đúng cực luôn á, nhưng mà tại vì lần đầu chơi game á mà chơi game này nó hay nữa. Đó giờ chưa từng chơi game. Giờ mới bắt đầu chơi. Đó giờ kiểu kỳ thị chơi game á. Xong rồi xem phim piu ấy, xem phim của Piu Piu ấy, xong rồi cứ lúc đầu là bởi vì ổng hay tổ chức talk show đồ này nọ cũng thích ngồi nghe ổng nói, xong cái lại về sau cái hay ổng chơi game riết mà ổng không nói, mà không coi ổng thì lại không biết coi cái gì, kiểu như là thấy ổng cứ quá sao này ổng chơi game này hoài vậy, có cái gì hay đâu mà chơi vậy đó, mình cứ ngồi mình suy nghĩ Sau rồi cái chơi quay lại thử qua. Đúng rồi, xong rồi nhưng mà không biết nó qua này, tụi nó qua kìa, tụi nó qua kìa, tụi nó dừng lại rồi nha. rồi. Tụi nó có súng hết rồi. Ê ông qua cứu tôi đi, tôi không có súng. Tôi đang chạy qua. Ông có súng gì rồi? Coi chừng tụi nó quanh đây đấy. Mấy nick đó anh Thấy thuê chưa? mà chưa. Nè tôi Ông cho qua anh tôi cái không. súng nè. Ừ đúng rồi. Đi lút súng gì đó to hơn đi. Tôi bắn gục được một thằng nè, Ghê. nó chạy cho tôi bắn. Tôi gạt nó không cho nó đâu. Đó đằng kia Thằng kia là đằng nào nó đây hướng đây 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 này đây. Tóc ướt. Bà biết bắn AK không? Không, để tôi cho. ông bắn AK đi, tôi bắn Scalper. Hôm nay có đạn AK Nè, cho bà đạn 5 nè.
À, bạn bạn tới rồi. Nó dừng lại rồi. Quýt bên là gì? Để tôi giết nó cho mất công hết chết á. Xong vô luôn, xong vô luôn đi. Ui, bỏ mẹ. Nhảy ra phía sau rồi. Đồ ghê. Ê, lưu sáng đó nè. Ok. Đầy đủ rồi. Nè, may quá nó không bắn gì trong mũi. Ơi bo xa nha. Mình có xe đó. Ủa mà bà ở đâu à? Tôi ở Sài Gòn. Tôi cũng Sài Gòn à. Ông ở quận mấy? Tôi quận 10. À tôi cũng gần đó, quận 9. Trời, theo tôi biết thì số 10, số 9. Nó Nó gần nhau, nhưng mà cái địa lý nó không gần. À. Khi nào bà chạy gáp á bà alo tôi cái tôi qua tôi đón bà. Đó được nha. Tôi thích đó. Được đó. Đúng chưa? Nghe có vẻ ổn. Đùa được à? Mặt em ốm đợi bà lấy em giật không? Lấy scaler này bắn giật quá, nó giật tới nóc luôn á. Tôi chưa có phụ kiện gì hết trơn. À lấy tí tôi đưa lấy thêm đèn năm không? Không, 237 viên à. Em khoái đổi ngược. Đó hẳn đây, bò vô. Ông lấy xe đi. Xe đâu ta? Để tôi. Ông có scope 4 chưa? Tôi chưa có. Tôi cần giùm ông. Tự nhiên dùng cái hộp. Mẹ đường này đi sao?
đổi xe đi, xe đó ngồi như bàn thờ ấy. Ông lái hay tôi lái? Về tôi lái. Chuẩn bị quẹo nè. Quẹo phải luôn. Rồi đi thẳng đường này vô thôi. Sao lấy ra? Chạy đường chính cho đi cho nó êm. Ok, kìa thấy rồi. Không có nhiều nước không? Có, tôi còn 2 lon à. Dạ thôi rồi ông giữ đi. Đi bắn à, nhau. Skip 4, skip 4, skip 4, skip. Nè nè nè, tôi đưa vào giảm giật à. Đi xe này nè. Thôi xe đó, thôi. Thôi không đi xe chở heo đâu. Trời. Hả? Bao gần mà đi bộ đi. Ui, bắn nhau kìa. Nó bắn nhau gần. Đi. Má mấy mod này cái gì chồng. Bỏ ấy. Bỏ. Lấy mấy cái first kit bơm rồi. Tôi lấy nha. À cũng được. Đấy để tôi nhìn đó. Thôi xong. Nó dưới à? Ừ, dưới. Hay quá. Bỏ vô trong đi. Nó sau lưng nè. Còn sau lưng nữa. Bỏ bơm máu đi. Có nước không? Có, đây. Gì lại ca kìa. Nè, đi ra luôn nè. Còn hàng ở đây tôi bắn rồi. Kiếm ca cho tôi với. Đây, đây. Lướt, lướt xong này đi rồi tôi đưa cho. Đi kiếm ca đi. Nè, cho bà nè. Rồi đó. Rồi. Ok, đi, bỏ. Ơi, có SKS kìa. Rồi.
Ui, bắn ghê quá. Mà bà chơi bữa giờ top 1 nhiều không? Nhiều, cũng nhiều. Được kéo lên là top 1 tí à. Đã thế, tôi chưa được cái nào. Thiệt luôn hả? Tôi thấy ông bắn hay mà. Ê, tụi nó gần đây nè. Ăn ăn hơn Đi đó. bay hay là giữ tụi đi. Bay là. Tôi táp nó, tôi nhấp 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 nó cái nó chết à. Tôi thấy sạch chưa? rồi hết ạ. Tốt lắm. Ui trên bắn à. Ui what the fuck, cái gì đây? Ờ, cứu được nghe. Sao thằng này bắn gọn vậy ta? Điền nè, em cho em. Ê, cứu được nè, cứu được nè. AK đó, một thằng cầm AK đó. Còn một thằng không có súng. Gì vậy? Sao Ơi, sao sao ơi, ơi, ném ơi. bom? Ê, sao ném bom? Ê, bị mày. Ném nhầm, sorry. Trời ơi. Sorry, nghe ném nhầm. Xin lỗi vô tác dụng. Không gì là đau lòng mà cầm cá sai lên. Nghi ngờ đây là một âm mưu của đội bạn. Âm mưu chiếm đạp ca cấp 8 của đội bạn. Ném nhầm. À, nhìn thấy cái cục tròn tròn kiểu một cái cảm giác hụt hẫng. Một cái cảm giác hụt hẫng đến mức tận luôn á. Không để ý. Hao tu. Ờ để dán sao cho lại nha. Má, ném nhầm. Sao tôi ghiền tâm mà giữ nguyên tâm được như vậy? À, tôi nhấp á. Sao tôi ghiền tâm mà. Ok, mình có thể là có quyền suspension hiểu không? Mình report thanh niên nè, nếu quả nét IQ 1000. Tôi tính ném qua móc cầm nhầm trái nét. Thanh niên cầm quả nết như cầm một ly trà sữa bóng đèn và chọi thẳng vào mặt của đội bạn.
của team bạn, team mình chứ không phải team bạn nữa. KFC cấp 8 sai lần. Thôi dán sau tí đàn cho đàn liền luôn. Tưởng đâu cầm trái nết, bấm em cái số 5 nữa, đổi qua sờ móc. Thế đéo nào cầm nguyên trái nết nữa. Thì tí gian sao phải chơi đền cái ca. Hey. Hello. Yay. Thôi tí dán sao đền mà. Giỏi à. Khổ thiệt mà tôi đụng tới gái gì cũng thế nào cũng có chuyện xảy ra. Không chuyện này chuyện kia. Để gán tiếp một cho bạn vui. Không biết nói luôn. Đúng rồi, mũ ba của mình quên mất. Thanh niên đang đội mũ ba của mình. Má mũ ba dùng để đấu ca của mình. Đây là một chuỗi âm. Má có ớp luôn. Có hai thằng Giúp ba đồ. Xe. Ôi
bắn ghê ta.